Bữa nay là một ngày rất là vui luôn á cả nhà. Mình á là với lại Henrik là hôm nay là sẽ ra sân bay đón em gái của mình với lại hai đứa cháu Coca-Cola, rồi em gái của mình là sinh đôi. Bé Tư mình là bé Ba, bây giờ là bé Ba sẽ đi ra sân bay đón bé Tư nha. Okay, go. Mình chù chà cả đêm hôm qua ngủ không có được luôn cả nhà. Lo lắng đã vì bé Tư là Coca-Cola em gái của mình, là hai đứa cháu lần đầu tiên trong cuộc đời nó bay, mà nó phải bay một đoạn đường rất là dài từ Việt Nam đi qua Hà Lan, bay tới 17 18 tiếng rồi quá cảnh 3 tiếng nữa. Sáng sớm mới có 6 mấy sáng ông Ben ông lo ông đập cửa phòng hai vợ chồng mình kêu mẹ dậy dậy. Đi đón Coca-Cola liền cơ. Ông cũng nôn mà mình cũng nôn nữa. Ngày hôm qua nhà mình bận rộn, bữa nay Hà Lan phải đón Việt Kiều Việt Nam qua cả nhà. Bây giờ là mình đang lái xe đi ra sân bay ở Amsterdam, thì cách nhà mình đi ra đó là 1 tiếng 45 phút nha. Mình sẽ lái tới sân bay và sau đó là anh Hen sẽ lái xe và chở hành lý đi về. Còn mình với lại hai đứa cháu và em gái sinh đôi của mình là sẽ đi xe lửa. Hẹn gặp lại cả nhà ở sân bay nha. Đang lấy hành lý, đang lấy xe nè cả nhà. Đó. Hải cô ca con cái con happy happy chụp ảnh phao tao em là ba Hen đi về trước nè, ba Hen đi về trước nha, bây giờ mình đi xe đi cái đường năm à. Chú, cha, ba người đã có mặt ở Hà Lan. Bây giờ mình sẽ đi về nhà mình là đi gần 2 tiếng đồng hồ nha. Lần đầu tiên cả nhà là thấy xe lửa luôn á. Cảnh chờ tàu từ sân bay Amsterdam nè cả nhà. Quá vui luôn. Arriving at destination. Tới nhà bên là bên ra bên mừng liền cả nhà ơi. Thương mấy ông nhỏ. Mẹ Tư nữa nè. Mẹ Tư. Ông Coca-Cola mặc đồ đỏ nổi chưa cả nhà. Chào cô chú nè. Cô chú. Vô nhà dẫn em vô nhà. Ơi Tư lấy cái ba lô tao trước Tư. Lấy ba lô trong xe. Đó. Thì đi vô nhà nè. Không mau đợi đó luôn đi. Khỏi cần đi. Chù cha. Bông bữa nay đẹp chưa cả nhà. Như vậy hả. Trời ơi mẹ ơi, cái này làm nấu canh cải lại chả cá đem qua là ăn ly bài. Mai đi. Bông ly nè cả nhà. Hành lý, tất cả các hành lý là qua hải quan an toàn luôn á cả nhà. Giờ là anh Hen sẽ mở cái thùng này, tại vì đồ này là đồ đông đá. Đồ mực. Đây là cái thùng đồ tươi á cả nhà. Cá đồ còn lạnh cứng luôn. Trời ơi, đã chưa. Cá mẹ mình đem qua nè. À, còn cứng luôn. Ừ. Tại mình đâm đá mấy ngon chưa? Cái này là cá chim. Tư gửi Tư. Chim đen. Có chim đen hả? Wow. Đã.
Đây. Cá chim đen. Em gái mình, bé Tư, chị em xin đôi. Cá thu. Chú cha, Ben mở cửa đi cho nó đỡ nóng con. Cái này là cá thu hả? Xả ớt. Chú cha, mẹ mình làm cá mối ướp xả ớt đêm qua nữa còn đông đá luôn cả nhà. Trời thương mẹ dễ sợ luôn. Này là mới có cái thùng đồ đồ ăn đồ tươi à. Chú cha, mắm nêm. Mình đi đón từ trưa mấy tiếng mình còn mệt nữa, khỏi đi qua nè, ngồi trên máy bay 18 tiếng quá cảnh luôn, 18 tiếng đi tới Hà Lan mà giờ này nó anh em nói là ba ông nhỏ vừa tới là ba ông nhỏ lên tắm tắm chung trong cái bồn tắm á. Chù cha, coi nè, bả nhét được cái gì là bả nhét nè cả nhà. Coi nè, trời ơi, cái đó cái gì á? Hụt me. Hụt me. Giờ Việt Nam mình cái gì cũng có hụt me. Hụt me khô. Cơm cháy. Cơm cháy. Cơm cháy mỡ hành. Cơm cháy mỡ hành. Đã chưa? Cơm sấy. Cơm sấy. Trời ơi. Muối ớt. Muối ớt. Lần đầu tiên lên YouTube luôn á nha. Bánh chén. Bánh chén sữa. Bánh chén sữa đồ nữa, đã chưa? Cái thùng kia là thùng cá cá biển á cả nhà. Bột há cảo. Hai thùng kia chưa cà phê. Cà phê phố. Ha, gia đình của em gái mình á, bé Tư, mình là bé Ba, hai bé Tư qua đây với lại Coca-Cola thì đem được là 75 kg, chiều Việt Nam đi Hà Lan. Còn chiều Hà Lan về Việt Nam thì mỗi người được 30 kg á cả nhà. Hà Lan ngày đầu tiên được ăn mì Quảng, ngon quá. Ngon quá. Cô Cáu ăn không? Đó, ông Hồng ăn già, cái ông cơm hỏi người này người nọ ăn già, cô Ca ăn này, cô Lan cái này không? Mì Quảng Phan Thiết cả nhà. Mì Quảng vịt Phan Thiết ha. Chanh đâu nè? Chù cha, hút ọt hết luôn á nhiên. Chanh này. Nói chào bà cố nè, để cho bà cố coi nè. Chào bà cố đi. Chào bà cố. Chù. Nè, nhìn là biết Việt Nam không? Nhìn, đang mặc áo, đang mặc đồ bộ của mẹ mình đó. Không ăn nổi nữa rồi, bỏ mứa. Nha, không ăn nổi nữa, bỏ mứa nha con. Ai muốn lấy thịt thì lấy. Ai muốn lấy thịt tôn bên thì lấy kìa. Ăn giống Uma không? Giống bà ngoại nấu không? Quên rồi hả? Quên không biết bà ngoại. Ngon phải không Coca-Cola? Ngon ngon. Trời ơi, mưa chảy như ngã. Trời ơi, trời. Ướt áo luôn. Ướt áo luôn không ơi. À, Ben được mẹ Tư mua cho cái đồng hồ. Đã chưa? Chú cha, còn mẹ Tư nè. Mẹ Tư lên phim rồi, mẹ Tư đeo nơ, đeo đồ nó gớm không? Wow. Ờ, xin lỗi, nhưng mà đứa năng này là giờ Việt Nam để mẹ chỉnh qua giờ này cái con. Rồi sao cho tặng đồng hồ con nói hay sao? Cảm ơn, hung đùa không? Cảm ơn mở không à? Ăn nhất. Ăn nhất nha. Ở nhà nào? Ở nhà này nãy. Ở nhà hết vậy, ở Việt Nam luôn. Coca-Cola. Rồi ai đưa ăn nhất nữa? Coca-Cola.